Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài số 8, phần số 2, lesson 2, let's get started. Trong phần này chúng ta ôn lại cái phần từ vựng ở bài trước nhé. Và mẫu câu ở trong phần này là hỏi lý do tại sao thích môn học đó. Câu hỏi lý do chúng ta có từ hỏi là why. Why là tại sao. Và câu trả lời chúng ta có từ because. Because từ này có thể đọc thành because hoặc là because. Because hoặc because đều được nhé. Why do you like music? Đó, chỗ này thiếu chữ like rồi. Why do you like music? Tại sao bạn thích môn âm nhạc? Câu trả lời là because I, bởi vì tôi, want to be a singer. Bởi vì tôi muốn trở thành một ca sĩ. Because I want to be a singer. Bởi vì tôi muốn trở thành một ca sĩ. Tương tự như thế, chúng ta có thể thay cái tên môn học vào đây và trả lời lý do. Thích môn học khác thì có lý do là cái gì? Đó, ví dụ như này. Why does she like maths? Tại sao cô ấy thích môn toán? Because she wants to be a math teacher. Bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên toán. Thì chúng ta lưu ý ở đây. Khi chúng ta thay từ she vào vị trí của chữ you thì chữ do ở trên này chúng ta thấy là dưới này có chữ es. Bởi vì she nó có thể ba số ít nhé. Nên trợ động từ the, do sẽ được thêm es vào và đọc thành does. Why does she like maths? Tại sao cô ấy thích môn toán? Because she wants to be a math teacher. Bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên toán. Và chữ one trong câu trả lời có chữ sc. Bởi vì nó đứng sau ngôi thứ ba số ít là she. Đó, khi chúng ta thay he cũng thế nhé. She với he thì cách dùng giống nhau. Động từ đứng sau ngôi thứ ba số ít là thêm sc nhé. Chúng ta đọc lại. Why do you like music? Tại sao bạn thích môn âm nhạc? Because I want to be a singer. Bởi vì tôi muốn trở thành một ca sĩ. Why does she like maths? Tại sao cô ấy thích môn toán? Because she wants to be a math teacher. Bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên toán. One, look, listen and repeat. Nhìn, nghe và lặp lại. Page 58. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your favorite subject, Nan? It's English. B. Why do you like English? Because I want to be an English teacher. Bức tranh A, bạn Ida hỏi bạn Nam là What's your favorite subject, Nam? Môn học yêu thích của bạn là gì hả Nam? It's English. Đó là tiếng Anh. Và bạn Linda hỏi tiếp tại sao? Why do you like English? Tại sao bạn thích tiếng Anh? Thì bạn này bảo là Because I want to be an English teacher. Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Two, listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Chúng ta sẽ nghe, chỉ vào bức tranh và nói theo mẫu. Page 58. Lesson 2. Activity 2. Listen, point, and say. A. English. An English teacher. B. Music. A singer. C. Art. A painter. D. Maths. A maths teacher. A. Why do you like English? Because I want to be an English teacher. B. Why do you like music? Because I want to be a singer. C. Why do you like art? Because I want to be a painter. D. Why do you like maths? Because I want to be a maths teacher. Chúng ta cứ hỏi theo mẫu. Từ tuần trước cái gạch chúng ta để vào câu hỏi này. Đó là Why do you like English? Và cái phần đằng sau cái gạch này thì chúng ta lại để vào câu trả lời. Because I want to be an English teacher. Tại sao bạn thích một tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Tương tự như thế, từ music chúng ta để vào câu hỏi và từ a singer chúng ta để vào câu trả lời. Why do you like music? Tại sao bạn thích môn âm nhạc? Because I want to be a singer. Bởi vì tôi muốn trở thành một ca sĩ. Why do you like art? Tại sao bạn thích môn mỹ thuật? Because I want to be a painter. Bởi vì tôi muốn trở thành một họa sĩ. Why do you like maths? Tại sao bạn thích môn toán? Because I want to be a maths teacher. Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên toán. Chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng mẫu câu bên trên để chúng ta hỏi lý do tại sao bạn thích cái môn học gì đấy và trả lời cái lý do ra. Four. Listen and number. Nghe và điền số. Trước khi nghe chúng ta lại nhìn vào các bức tranh để tìm ra từ khóa liên quan. Đây, bạn này đang cầm đàn thì có thể liên quan đến từ music. Bạn này đang vẽ sẽ liên quan đến từ art. Bạn này có cái bảng tiếng Anh, đang dạy tiếng Anh thì có liên quan đến từ English teacher. Đó, bạn này là dạy toán thì liên quan đến từ math teacher. Page 59. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Why do you like art? Because I want to be a painter. 2. Why do you like maths? Because I want to be a maths teacher. 3. Why do you like music? Because I want to be a singer. 4. Why do you like English? Because I want to be an English teacher. Listen and number. 1. Why do you like art? Because I want to be a painter. Đó, câu đầu tiên chúng ta nghe thấy từ art và từ painter. Art là mỹ thuật, painter là họa sĩ. Two. Why do you like maths? Because I want to be a maths teacher. Câu thứ hai, tôi nghe lại thấy từ maths là toán và maths teacher là giáo viên toán. 3. Why do you like music? Because I want to be a singer. Câu 3 thì lại có từ music và a singer. 4. Why do you like English? Because I want to be an English teacher. Cái câu cuối cùng có từ English teacher. Five. Look, complete and read. Nhìn, hoàn thành và đọc. Ở đây bạn này có thể là muốn trở thành một họa sĩ. Đó. Thì câu hỏi đây là What's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? It's art. I like it. Đó là môn mỹ thuật. Tôi thích nó. Đó, câu hỏi thì chúng ta thấy có thiếu từ why. Why do you like art? Tại sao bạn thích môn mỹ thuật? Because I want to be a painter. Bởi vì tôi muốn trở thành một họa sĩ. Câu thứ hai thì ở đây có liên quan đến máy tính này. Máy tính là liên quan đến môn tin học này, IT này. Và tiếp theo là bạn này có cái hình ca sĩ này. Vậy câu thứ nhất sẽ là I like IT. It's my favorite. Thiếu từ subject. Tôi thích môn tin học. Đó là môn học yêu thích của tôi. Why do you like it? Tại sao bạn thích nó? Đó, chỗ này thiếu từ because. Because I want to be an IT teacher. Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên tin học. How about you? Thế còn bạn. Đấy, how about là thế còn. How about you? Thế còn bạn. My favorite subject is. Môn học yêu thích của tôi là. Đó là cái gì liên quan đến singer? Đó là music. Phần trò chơi sentence making là tạo ra một câu, làm thành câu. Đây có từ music, cô giáo cho các từ ở đây. Và từ cái từ music chúng ta có thể tạo ra được câu. Ví dụ nhóm bên này nói là I like music because I want to be a singer chẳng hạn. Bên này nói là I like music because I want to be a singer. Đó, có thể bạn này chưa nói xong mà mới nói đến because thôi. Bên này đã nói được đủ câu rồi thì bên này chiến thắng. Như vậy thôi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye.